Thế thì hôm nay ấy, là những người đi ngủ kiểu như vậy là tối hôm nay các bạn sẽ ngủ rất là ngon. Những bát xoa hay đập. Xin chào các bạn. Thế thì hôm nay thì tôi dạy hướng dẫn luôn. Tôi hướng dẫn luôn cho các bạn một cái bài là tối trước khi đi ngủ nhé. Thế thì để bổ trợ cho cái bài này thì các bà thím là đao thêm cái chương trình là để hướng dẫn cho cái bài này thì các thím đao thêm cái chương trình là máu cô đặc trong đêm. Đấy, để cả nhà mình cùng xem. Thì chúng ta không không nên ăn tối muộn nữa nhé. Nếu ăn đúng ý, thì là theo ăn đúng theo giờ châu Á là sau 5 giờ chiều thì đừng ăn no. Nhưng mà để ăn sớm quá cũng khó. Thì ngay như là chúng tôi ở Văn học Sài Gòn thì tôi cũng ăn tối lúc 5:30 chiều. Đấy, sang bên này mới bị đảo giờ. Thì chúng ta cố gắng là ăn ăn tối vào buổi sớm. Ăn tối buổi sớm. Xong thì chúng ta có thể là ông bà, con cháu ngồi, ông bà ông kể chuyện ngày xưa. Đấy, hoặc là chúng ta ngồi chơi với nhau, nghĩ cái trò chơi gì đó rồi chúng ta chơi với nhau. Đấy, ở trong gia đình của mình. Tây thì họ nhiều trò chơi lắm. Họ rất nhiều trò chơi. Tối đến là mấy thế hệ đấy, bà ngồi rồi vợ chồng giáo sư Lucas ngồi rồi bọn trẻ con ngồi với nhau rồi nó hứng thú đến nỗi là bọn trẻ nó không muốn lên trên này, nó cứ muốn tỏ trong dưới để nó chơi đấy. Không ăn tối này, một là không ăn tối muộn quá, không ăn no vào bữa tối quá, không ăn dầu đạm vào bữa tối quá. Bữa tối ăn nhẹ nhàng, ăn rau, ăn nấm, để ăn đồ ăn nhẹ đấy. Sau đó thì chơi với nhau, kể chuyện cho nhau nghe, đọc kinh cầu nguyện với nhau, hay là dạy con cái học, hay làm bất cứ cái gì đó, hay xem lại ảnh kỷ niệm xưa trong những ngày đầu này. Thế còn trước khi đi ngủ này, nghe này, trước khi đi ngủ nha, thế nhớ là một là súc miệng nước muối, cả nhà đi súc miệng nước muối, xong đó thì đánh răng buổi tối sạch răng, sau đó thì là gì ạ, có thể có những bài vận động nhẹ nhé, nhưng sau đó thì sẽ đánh răng, súc miệng nước muối rồi đánh răng, sau đó thì xông tinh dầu, sau đó thì trước khi đi ngủ nhắc ông bà đi ngủ nhé. Đấy. Thì mình vận động nhẹ nhàng rồi, nhưng mà đi ngủ thì mình sẽ xoa xoa hai cái bàn chân vào nhau, nhớ là ba xoa hai đập ngày xưa không. Đấy. Ba xoa hai đập ngày xưa ấy, tức là các cụ ngày xưa là đi chân đất nên là tối lê vào cái phản tay, vịn vào cái phản cái là ngồi chống tay, lấy hai cái bàn chân xoa vào nhau này, xoa chân đấy, nhưng mà đây tôi mô phỏng bằng tay, xoa chân này xong đập rộp rộp đấy, ba xoa đấy. Lần thứ hai xoa đập 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 đấy, xoa đấy, đập đập đập, đúng không? Đầu tiên là các cụ đập chân vào nhau cho rơi vớt đất, đúng không? Xong xoa xong đập xong xoa đập đấy, thế thì là ba xoa hai đập, ba xoa xoa đập xoa đập xoa nhé. Thế thì ba xoa hai đập để lên giường đi ngủ. Thế thì hôm nay ấy, là những người đi ngủ kiểu như vậy là tối hôm nay các bạn sẽ ngủ rất là ngon. Những ba xoa hai đập. Thế thì chúng ta sẽ xông tinh dầu. Thế còn ông già bà cả mà tiếc đấy, thì cái nồi xông tinh dầu mình cũng có thể đập vào đấy lát gừng, rồi củ xả. Xả thì mình lấy cái xả già ấy, mình băm nó ra, mình tống vào trong cái bình ấy, xong mình nhỏ tinh dầu vào, xong mình đổ chén rượu vào, xong mình đổ nước sôi vào, mình đổ mấy lát gừng vào. Đấy. Thế xong vào cái chậu, đến lúc nó nguội đi rồi, tiếc rẻ thì chúng ta lấy cái đó cho ông bà già ngâm chân. Ngâm chân vào đó. Nhá. Đấy, cũng tốt. Là chúng ta tối hôm nay là làm cái bài của tôi là đi ngủ rất ngon. Đi ngủ rất ngon. Thế và nằm ấy, thì cố gắng là chúng ta nhớ cái tư thế nằm là về mình chỉnh trang đi. Mình nằm là mình không không nằm cái đệm êm quá. Người Tây người ta nằm đệm êm mà người ta gối đầu cao, nên là vai người ta cứ u cục hết lên, nhanh già. Thế nên là chúng ta sẽ nằm cái giường cứng, đệm cứng. Đấy, xong có giải lượt đệm mỏng lên cho nó êm. Nhưng mà nó đảm bảo là nó cứng để nó thẳng cái xương sống. Vì giữ được xương sống thẳng chúng ta trẻ rất là lâu và khỏe nhé. Không gối đầu cao quá nhé.
không gối đầu cao quá. Và buông bỏ các thiết bị điện tử xong đó thì đấy, nằm thẳng chân, nằm thả lỏng, hít sâu. Đấy, trăm năm trong cõi người ta, muốn sống thì phải thở ra hít vào. Đấy, và nhớ là ba xoa hai đập, cái chân ba xoa hai đập. Đấy, thì buổi tối đi ngủ là ba xoa hai đập để cho nó tác động lên cái đám rối thần kinh đuôi ngựa ở vùng xương cùng cụt, xương chậu đấy. Đấy, thì nó cũng sẽ đỡ đần cho cái chứng nhà đi tiểu nhiều trong đêm, hay là cái hội chứng trên bảo dưới không nghe, rồi cái năng lượng ở vùng xương cùng cụt nó tốt. Đấy, năng lượng ở xương cùng cụt tốt thì nó đem lại trạng thái bình yên. Đấy, trạng thái bình yên nó như là tuổi còn trẻ đấy, xách xong là nó lăn đùng nó ngủ, tại vì là nó đem lại cái trạng thái bình yên do cái kích hoạt của đám rối thần kinh đuôi ngựa. Đấy, thì tối hôm nay đi ngủ thì rất đơn giản, nhớ chưa, xúc miệng nước muối, đánh răng, xông tinh dầu, xong có thể là ba xoa hai đập, hoặc là xong đó thì là ngâm chân, đúng không? Ngâm chân xong lúc chân khô lại ba xoa hai đập rồi đi ngủ thì đảm bảo là tối nay ngủ rất ngon. Đấy, thì chúng ta chia sẻ cho nhau cái bài buổi tối trước khi đi ngủ nó cứ rất đơn giản. Và trước khi đi ngủ thì không nên dùng cái đừng xem smartphone nhiều quá. Mặc dù tôi ở bên này vì lệch múi giờ đôi khi tôi cũng vẫn xem muộn đó, nhưng mà khi xem muộn xong mà tôi ngủ thì tôi biết cái giải pháp để tôi tách ra, tôi tách hẳn ra. Đấy, tôi tách hẳn ra. Đấy, để tôi đảm bảo cái mắt, tại vì chúng ta nhìn smartphone nhiều quá là nó tác động lên mắt, à, mắt thì nó ảnh hưởng đến gan. Đấy, mắt nó tác động đến gan. Đấy, thế nên tác động đến gan thì nó lại toan tính hại can. Mà từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là cái giờ mà gan nó hoạt động. Gan nó hoạt động để nó lọc chất độc, nó thải độc. Thì tôi mới muốn nói với các bạn như thế này. Hãy xem lại cái giờ nhé. Buổi tối là giờ của cái cung Tâm Bảo Lạc. Tâm Bảo Lạc. Trong Đông Y nó có một cái kinh đường kinh Tâm Bảo Lạc. Tâm Bảo Lạc tức là cái kiểu màng ngoài của tâm, bao bọc bảo vệ tâm, bảo vệ tim. Nhưng mà thực ra cái tâm bầu lạc là gì? Nó cái giờ đấy, cái giờ bữa tối ấy, là nó giờ cái giờ của chúng ta cân bằng về điều hòa hệ nội tiết. Và cái giờ buổi tối ấy, là cái giờ ấm áp để dành cho gia đình. Thì bây giờ chúng ta thực hành cái giờ dành cho gia đình. Và thì cái giờ buổi tối ấy, từ giờ bữa ăn tối cho đến 9 giờ ấy, là giờ của kinh Tâm Bảo Lạc, tức là cái giờ mà dành tình thương ấm áp cho gia đình. Nhưng mà khoa học hiện đại họ phát hiện ra cái giờ đấy là để cân bằng lại nội tiết. Đấy. Và từ cái giờ mà 9 giờ cho đến 11 giờ là cái giờ mà can nó tàng huyết, tức là thức ăn ăn bữa tối đã được hệ tiêu hóa rồi thì nó sẽ bơm qua tĩnh mạch cửa để vào gan. Nên lúc này là gọi là gan tàng huyết, tàng trong từ tàng chữ. Gan lúc này ứa đầy máu, chứa huyết. Thế nên là nếu mà chúng ta không nên lo lắng công nợ, chúng ta không nên lo lắng về bán cái gì thì nó ảnh hưởng sang cái gan. Không nên toan tính nữa, can nó tàng huyết thì nó cần cái thời gian yên tĩnh để cho nó tiêu hóa thức ăn, nội tiết nó điều hòa. Sau đó thì can nó tàng huyết tức là thức ăn nó sẽ đi vào máu, nó đi qua hệ tĩnh mạch cửa về gan. Và từ 11 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng là cái giờ mà can nó thải độc. Thì chúng ta phải ngủ say. Bởi vì tôi xin lỗi các bạn Việt Nam, người Việt Nam chúng ta ở giai đoạn hiện tại này đi xét nghiệm thì có thể là đến trên 30% dân số. Khiêm tốn thì cứ 3 người có 1 người bị viêm gan B. Viêm gan B đấy, mà xét nghiệm HBV dương tính ấy, có nghĩa là chúng ta đang ôm bom nổ chậm ở trong người. Nếu như chúng ta thức đêm thức hôm vào cái giờ đó là chúng ta tự giết gan của mình. Đấy. Thì nó kéo theo tuổi thọ chúng ta sẽ giảm, nhất là những người mà da cứ xám xám như da chì rồi đấy. Đấy. Da xám như da chì ấy, là nó ảnh hưởng cả thận rồi. Sống trong nỗi sợ, lo lắng sợ quá, sợ lo hại phế. Thế nhưng mà sợ quá nó hại thận. Thận thủy thì dưỡng can mộc, nên nó ảnh hưởng sang gan. Đấy, thì những người ấy là cái mặt cứ xám xẹt, nên là rất nhiều người bị viêm gan B là nhìn cái nước da là biết nó xám xẹt. Thế thì chúng ta mà thức đêm vào cái giờ đấy là chúng ta tự xử tự giết gan của mình. Và tôi cũng nhắc cho các bác lớn tuổi, hôm nay tôi cũng rất là mừng, có một bác nói là ngày xưa bác gái hay xem thì mà ông ấy cũng ghét, nhưng ông nói lắm ông ấy xù ông đồ hói,
Nhưng bây giờ bác gái cám dỗ được bác trai nghe rồi, bác trai giờ mê mê Dr. Cương lắm rồi. Thế tôi mới bảo là bác trai thích cái gì thì tôi tặng. Thế rồi lôi kéo các bác trai khác vào đi. Đang mình đang cứu nhau thôi, tôi là đàn ông mà, tôi cũng sẵn thành một bác trai rồi. Thì chúng ta cứu nhau. Chứ còn xù nhau cái gì nữa, vớ vẩn mấy thằng già này, đúng không? Thế thì đang cứu nhau. Đây là chuyên ngành mà tôi học. Tôi có hiểu biết thì tôi chia sẻ hiểu biết của mình. Các bác cũng biết và mọi người cũng biết, ai cũng biết, biết đủ thứ rồi. Đấy. Thế nhưng mà hiểu được cái mình biết lại là vấn đề. Thì tôi là cái người mà hiểu cái mình biết ấy. Bạn search lên mạng, bạn cũng thấy người ta nói về cái giờ giờ này. Nhưng khi tôi nói thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Cái gan này này, cái gan mà nó 5 phần, nó chết 4 phần. Còn 1 phần 5 số tế bào gan hoạt động là thân chủ vẫn không biết. Vẫn uống rượu, vẫn thức đêm, thức hôm. Vẫn để ánh sáng smartphone. Đấy, những người mà viêm gan B đấy, đừng thức đêm để ánh sáng xanh của màn hình smartphone này. Yeah. Ánh sáng multi-screen này, multi-screen của màn hình này, nó dọi vào mắt và nó sẽ rất hại gan của các em. Đấy. Và nó làm các bạn rất là khó ngủ. Thế thì khi khó ngủ như vậy thì giờ can tàng huyết rồi. Đấy. Nhưng mà gì? Chúng ta ăn muộn chúng ta rồi, ăn không đúng, ăn không đủ thì cái can tàng huyết này, huyết ấy rất nhiều chất độc từ đồ ăn dư thừa. Thế thì từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là can nó phải thải độc. Thế mà chúng ta lại cứ thức, nó không thải độc được. Tại sao? Khi chúng ta thức, chúng ta sẽ mắt chúng ta mỏi đấy. Thì các cái vitamin, các cái enzyme nó lại phải chuyển đến để khắc phục cái mắt này. Và nó chuyển hóa những xung động thần kinh này. Nên nó không đủ enzyme để tiêu hóa ở gan. Đấy, thế nên là chất độc lại càng nhiều. Đó là lý do mà rất nhiều người thức khuya sau nhiều năm thì bị gút đấy. Càng những bác bị gút, nhức khớp do gút, khớp chuyển hóa đấy, thì càng không được thức muộn. Đấy, thì tôi mong là các thím là con dâu bây giờ mà dạy mẹ chồng bố chồng thì sẽ không nghe đâu. Thế bây giờ bố chồng mẹ chồng mà bị bệnh gút rồi, bị bệnh rối loạn chuyển hóa rồi, thì men gan mỡ máu tăng đấy, thế rồi những lão chồng đấy tinh tướng đấy nhưng mà đang bị viêm gan B đấy, HBV dương tính đấy, thì bảo đây này, ôi dồi ôi, hôm nay có một bác sĩ Hương có, hôm nay cái bác sĩ này nói về viêm gan B này, chồng yêu ơi hay quá, thế mà mình không biết, anh nghe xem, nghe xem có áp dụng được cái gì không. Đấy, thế là chồng nghe. Đấy. Thì chúng ta cố gắng chia sẻ cái live stream này cho nhau và mời gọi nhau để chúng ta có một cái, tôi mong rằng những gì tôi share này là các bạn chia sẻ cho nhiều gia đình trong giai đoạn thời kỳ Covid này, thời kỳ dịch cúm virus này, virus Vũ Hán này, để chúng ta có cái nhìn nhận khác về bản thân, khác về cuộc sống. Và đây là cái giai đoạn để chúng ta cân bằng lại, balance, cân bằng lại cuộc sống chúng ta gần với gia đình của mình, hiểu không? Và bây giờ thì tôi sẽ nói tiếp theo thế nào, chủ đề gia đình, đúng không? Lung linh gói nến vàng là cha, lung linh cây nến xanh là mẹ, lung linh cây nến vàng là con. Gia đình, lung linh hai tiếng gia đình. Yes, I'm in heaven. Yes, Lucas, I feel good. Yes, I'm a live stream. And I want to show for every Vietnamese parents how to go to bed. How to go to bed? Good way. The good way. Okay. Yes. Tomorrow I show you. Okay. Yes. Yes. Trên kia. Thì là chúng ta sẽ như thế nào là gia đình. Yeah. The family. Là cái mà comment family. Gia đình là family. Thì family, yeah. Cái này của anh nó không tương tác được. Bây giờ có gần nghìn người đang tương tác đấy, thì tôi mong gần nghìn người để chia sẻ cho cả tác tên bạn bè của mình vào nhé. Nghe về chủ đề gia đình. Gia đình ấy, thì nó từ viết tắt family là chữ F, đầu tiên chữ F, xong chữ A, chữ M, chữ Y ngắn, chữ L và chữ Y dài. Đấy, thì chữ F là nó viết tắt. Chữ F là nó viết tắt của cái như là father. Father. Nào các bạn comment đi nào. Father. Em là father. F bằng father. Đấy. Chữ M ấy, thì bằng mother. Mother là mẹ. Father là cha. Đấy. Chữ F là father bằng mẹ. Chữ M là mother bằng, nên là father là cha, mother là mẹ. Cắt ngang cái. Hôm nay buổi trưa
Chiều hôm nay ấy, là tôi xuống bếp và giáo sư Luca nói với tôi là bác sĩ Cường, tới đấy we have lunch by soup by lông bố, từ cái gì lông bố, what is lông bố, Vietnamese lông bố soup, lông bố soup Vietnamese lông bố. Lòng bò. Lòng bò. Súp. Lòng bò súp. Thì sao là lông bố? Tại vì đấy, người Việt Nam thì sẽ không nghe được, à, người Tây không nghe được cái dấu huyền sắc nặng hỏi ngã. Thì tôi phải giải thích cho nó là lòng. Đúng, lòng, 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 lòng. Đấy, thế nếu không người ta sẽ đọc là lòng, 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 lống, lống, bố, lông bố. Lông bố không ra. Đấy, thì phải lòng bò. À, thì giáo sư Lucas đã học nhanh, anh lòng, lòng bò. Đấy, thì Ariel hỏi, what? Bố, bố, nên mình là bố, it's me, bố, bố ơi, nó hay gọi tôi bố ơi, bố, it's father, father là bố, đấy, còn bò, xình, cow, xài, mu, bò, cow, it's a cow là con bò. Ui dồi ôi, hai ông Tây, Tây lớn, Tây bé là cứ bỏ lăn cu xưởng ra nó cười, cùng một cái là B-O, B-O, mày nói bố, mà cho dấu sắc vào, bố, chúng ta phân biệt được cái dấu sắc dấu huyền như Tây không phân biệt được, nó chả thấy khác gì nhau cả. Nhé. Bố là tao nè, bố ơi, father. Thế còn bò sẽ mù con bò cow. Thế là bố là con bò à, mà cứ bò ra cười nhé. Thế là chữ family đấy là chữ F là father là bố, chữ M là mother là mẹ. Đấy còn chữ A là an. Đấy. Xong chữ Y ngắn là ai, ai trong tiếng Anh là tôi. Đấy. À, và chữ chữ L là love, thế còn chữ Y dài là you, nên nó là viết tắt của cái chữ là father, father and mother, đấy. Father and mother, I love you. Thế nên là nó phải có một, phải có con, nó gọi là father and mother, I love you, thì nó mới là gia đình. Còn nếu mà gia đình mà không có con thì nó là couple, couple đấy, couple, couple, one couple. Đấy, one couple là một cái cặp ở với nhau thôi. Đấy, chúng ta gọi là cặp bồ. Thế nên là father and mother, I love you thì nó phải có con thì nó mới là gia đình. Đấy. Thế thì hãy cảm ơn. Cảm ơn như người Do Thái đấy, cảm ơn vì đặc ân đặc quyền ông trời thượng đế, Chúa trời cho ta có đứa con. Là khách quý nó đến bên đến cuộc đời chúng ta. Rồi đến khoảng 18 đến 19 năm là nó lại bay ra với đời. Hãy tận dụng cái thời gian khoảnh khắc mà cha con, bố con, vợ chồng ở bên nhau. Father and mother, I love you. Là câu nói của em bé thì nó mới là gia đình, nếu không nó là couple. Thế thì cái nền tảng, cái điều kiện đủ để gọi là family là nó phải có con. Đấy, có bố, mẹ và con. Đấy thì là family. À, thế còn cái nền tảng để cái gia đình hạnh phúc thì bạn hình dung đó, công thức của tôi là công thức cái nhà, family là gia đình, thì cái nền này, cái nền móng ấy, đó là chữ peace, tức là sự bình an. Đấy. Cái sự bình an của những người thân yêu được gọi là gia đình ấy, thì là cái nền. Thế còn cái tường của cái nhà để bao bọc những cái thành viên ấy, bố mẹ và con ấy, thì nó là tình yêu. Đấy. Nên là các cái thành viên được là bố là mẹ là con cái trong gia đình là được bao bọc trong một cái bức tường của tình yêu. Còn cái mái nhà này là nó được che chở bởi respect, tức là sự tôn trọng. Bạn có hình dung tôi nói không? Nó như cái nhà, family là cái nhà, là cái gia đình. Thì cái nền, cái móng này, cái nền nhà này là sự bình an. Đấy. Phúc đức tại mẫu là sự bình an phải từ người mẹ. Đấy. À, hay là những người cha nhân từ, những người mẹ phúc hậu bình an. Đấy. Các bác lớn tuổi rồi đấy, với bổn phận là lão Phật gia ở trong nhà. Thế nên Tây nó vẫn gọi là grandpa. Grandparents. Grand. Parents là cha mẹ. Grand, nó thêm chữ grand vào. Đấy, là thành ông bà nội. Thì nhớ là gia đình nó có cái sàn nhà là sự bình an. Còn cái tường để bao bọc các thành viên là tình yêu. Và cái mái nhà là sự tôn trọng. Đấy. Thế thì làm nhà thì chúng ta xây dựng nền móng của nó là bình an phải có trước, rồi tình yêu nó mới có sau.
Thế rồi sự tôn trọng là cái mãi lợp lên sau cùng. Thế nhưng khi sử dụng thì nhớ là nó lại dùng cái gì có sau dùng trước. Chẳng hạn như là sự tôn trọng là cái mái nhà ấy, là nó có sau thì nó lại dùng trước. Đấy, thế nên là chúng ta hay học cách là tôn trọng con. Đấy, vợ tôn trọng chồng, chồng tôn trọng vợ. À, khi tôi đi dạy về đàm phán, không? Thì chiêu đầu tiên nó là chiêu tôn trọng khách hàng, tôn trọng người khác. Thế nên là người Việt Nam rất gần như cha mẹ ông bà không học cách tôn trọng em bé, không xem là nó muốn ăn cái gì, không bắt nó ăn, ăn ép học nhồi làm hộ, chả tôn trọng gì nó hết, đúng không? Câm mồm lại còn cãi à? nên là gì? Chúng ta sẽ dùng cái nóc nhà trước, đó là sự tôn trọng, đó là sự tôn trọng, và sau đó là đến dùng đến cái tường nhà là tình yêu, nhé, và giữ sự bình an cho các thành viên trong gia đình. Đấy. Bây giờ thử không tôn trọng mẹ chồng xem, chồng không tôn trọng và vợ không tôn trọng chồng xem là hết yêu ngay, không thể tối nay gọi nhau là thằng, đúng không? Không tôn trọng nhau tối nay lại phi vào nhau lại I love you chiu chiu, I love you chiu chiu, không có nha. Đó, thì trong bài giảng chuyên sâu thì tôi cũng giảng sâu về cái này. Thế nên là để các bạn biết là những yếu tố để cho một gia đình hạnh phúc, nó là cái nền tảng là sự bình an, cái tường là sự tình yêu, và cái mái nhà là sự tôn trọng. Và khi nó hỏng là nó dột từ nóc xuống, nó hỏng cái mái nhà trước, nên không, chúng ta không tôn trọng nhau thì sẽ không còn yêu nhau được nữa, người ta không còn yêu thương được nếu thiếu sự tôn trọng. Đấy, và khi không còn sự tôn trọng, khi không còn tình yêu thương thì người ta bất an, nó không còn bình yên nữa. Và ngược lại với sự bình yên đó là stress. Mà stress thì nó lại làm tiêu hủy nội tiết tố, tiêu hủy sức đề kháng, và nó tiết ra những hormone độc hại. Đấy, để chúng ta trì trệ, chúng ta bệnh tật, chúng ta bệnh hoạn lên. Đấy, hy vọng là các bạn hiểu những gì tôi đang nói nha. Thế nên là trong những cái thời kỳ này thì chúng tôi nói rằng là gì? Tôi muốn nói với các bạn là trong cái thời kỳ này thì chúng tôi có cái tôi không đóng được cái cửa này. Thì trong cái thời kỳ mà phải nghỉ ở nhà này, thì tôi muốn nói với các bạn là chúng tôi đã thành lập ra cái chương trình dạy con tại nhà mà chúng tôi tặng free cho các bạn. Đây là một cái chương trình rất là tốn kém, chúng tôi đầu tư rất là nhiều tiền đấy, và chất xám của ekip chuyên gia hàng đầu trong quốc tế đấy, để thành lập cho chúng ta cái chương trình dạy con tại nhà. Đấy, thì bây giờ hàng triệu em bé Việt Nam nghỉ tại nhà. Các bạn chăm sóc khách hàng ơi, rất nhiều người đang hỏi nhiều quá đấy, thì các bạn nhắc luôn họ là bây giờ quay sang live stream đi, sau live stream hãy hỏi nhé. Hỏi nhiều quá nó nhắn, nó cũng hiện lên cái màn hình này, nó làm hoa mắt tôi lên mà nó bị phân tâm nhé. Và các anh chị là tập trung sang live stream đi, hỏi không khỏi được, thầy trang bị kiến thức thì không chịu nghe, không chịu học, xong đến lúc nó lại hỏi. Nhưng mà tôi rất ghét là ai cứ hỏi tôi cái gì mà tôi nói rồi, tôi nói mãi rồi sao nên chả nghe. Đang nói về cái chuyện này thì nó lại bảo hỏi về răng không mọc, hỏi về chậm nói, hỏi con hay cãi, hỏi loạn hết cả lên mà nói suốt rồi. Thế thì là tôi làm cái chương trình dạy con tại nhà. Mà chương trình dạy con tại nhà này gồm cả những học phần dạy bố mẹ, để dạy con như thế nào, how to teach a baby, to read, làm sao để em bé biết đọc chữ. Cái phương pháp của chúng tôi á, là dạy một em bé 6 tháng biết chữ nhanh hơn là dạy một em bé 6 tuổi. Mỗi một ngày các bố mẹ chỉ cần bỏ ra, nếu mà muốn nó biết chữ bỏ ra một ngày 3 lần nhé. Mỗi lần là chuẩn bị thì không tính, còn cái giờ để nó bảo dạy chữ vào não con á, chỉ mất có 10 đến 15 giây. Tối đa là 15 giây một lần. Từ 10 đến 15 giây ngày 3 lần. Thế tức là tổng cái thời gian để nạp chữ vào con mà chúng ta bảo nhồi ấy, để cho nó lớn ấy, thì chỉ cần có là từ 30 đến 45 giây thôi. Nó cài nhanh như cài USB ấy. Là sau một tuần nó đã biết chữ rồi. Đấy, how to teach a baby math, làm sao để dạy em bé toán. Đấy, thì tôi cũng nhắc các bạn là gì ạ? Làm sao để dạy em bé toán? Thì chúng ta là
là dạy toán thì chúng tôi cũng dạy các cha mẹ để dạy con đó. Và thưa với các bạn là đừng đừng làm ồn em nhé. Thì là làm sao để dạy toán thì cũng toán cũng chỉ mất ngày 3 lần đấy. Mỗi lần cũng 10 đến 15 giây đấy. Thì đấy các bạn nhìn đấy, như là Camin ấy, nó giỏi toán không, nó siêu toán không đấy. Thế và nó giỏi chữ không đấy, tiếng Anh nó đọc văng 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 văng, đọc thông viết thạo tiếng Anh rồi, trong khi đó thì là tôi không kịp nữa đấy. Thế thế nên là các bạn, chúng tôi dành cái chương trình đó. Và trong trong cái đầu chương trình đấy chúng tôi cũng test luôn là bạn là cha mẹ nhóm gì. Chúng ta là cha mẹ không giống nhau đâu đấy. Và bố mẹ, bố một nhóm, mẹ một nhóm. Và có bốn kiểu trẻ con đấy. Con nhà em bướng lắm, con nhà em ngang lắm, hay cãi lắm. Con nhà em cháu nhát lắm, con nhà em nhút nhát lắm. Rồi con nhà em nó hay nói dối đấy. Rồi con nhà em nó dễ thương. Dễ thương cũng gặp vấn đề đấy. Dễ thương mới là nhóm gặp vấn đề kinh khủng. Nên nên là hôm nọ có mẹ nó cãi tôi mắng nó xong bắt đầu là nó biến mất tâm. Nó xóa cái comment đấy. Chứ còn nếu mà không xóa cái comment đấy là tôi chặn bén rồi, không gần tôi được nữa. Mình đang dạy nó cái làm đúng trên con thì nó lại cứ xù mình, nó tìm được lý do. Nó chỉ muốn đánh con này. Đấy. Thì chúng tôi có cái nhóm dạy con tại nhà đấy. Thì hàng triệu em bé Việt Nam đang phải ở nhà. Thì tôi mong các bạn chia sẻ cái chương trình này. Và đặc biệt là cái chương trình này chúng tôi giúp các em bé mà qua cái cửa sổ Bible English rồi. Tại vì chúng tôi có cái chương trình Bible English là nó hỗ trợ cho các em bé, cho các bố mẹ mà không biết tiếng Anh. Thế mà trong này vẫn cứ nhiêm nhảm ấy, là nhìn thấy mấy thằng nhà tôi nói tiếng Anh đấy, tại vì anh biết nói tiếng Anh, tại vì thầy biết nói tiếng Anh nên là nhau được. Còn em không biết nói lỡ đâu em sợ lớn lên con em dạy nó nói sai rồi nó không nói được. Dở ngươi, đây là chương trình tôi thiết kế dành cho những cha mẹ không nói được tiếng Anh mà dạy con em. Tôi nói tiếng Anh có chuẩn đâu, bây giờ suốt ngày hai thằng nó nắn tôi thì tôi nói sai lắm. Hôm nó mà nói cứ đến đi mãi không nghe hiểu được đấy. Con có một cái bí mật là con cái không nói tiếng của cha mẹ, con cái không nói ngôn ngữ của cha mẹ. Con cái không nói ngôn ngữ cha mẹ mà con cái nói ngôn ngữ của người xung quanh. Chúng tôi đã tạo ra cái môi trường và tạo ra cách thức để hỗ trợ cho những cha mẹ mà không biết tiếng Anh, không nói giỏi tiếng Anh, không nói chuẩn tiếng Anh mà nay mai con lại nói chuẩn bản ngữ. Thì đấy là việc của chúng tôi. Thế nhưng lại cứ tìm được lý do đấy là tại đấy. Thế thì đừng có học. Tôi nhắc lại là kẻ nào đi tìm lý do thì suốt đời thất bại. Ở cuộc sống chúng ta cần giải pháp. Bạn muốn con bạn nói được tiếng Anh thì bạn đừng tập trung vào vấn đề là bạn không có tiền. Bạn đừng tập trung vào vấn đề là bạn không biết tiếng Anh. Bởi vì vấn đề không phải là vấn đề, mà vấn đề là chỉ có vấn đề mới là vấn đề. Đấy, vấn đề không phải là vấn đề. Vấn đề không phải là không có tiền, vấn đề không phải là không nói được tiếng Anh, mà vấn đề là không có tiền mới là vấn đề. Không nói được tiếng Anh mới là vấn đề. Vậy thì hỏi how? Vậy thì làm thế nào để con tôi nói tiếng Anh? Yes. Yes. I have solutions. Chúng tôi có giải pháp. Vậy thôi. Và những giải pháp đấy bắt đầu từ free, từ miễn phí. Đấy. Thì những cái giải pháp có phí thì cứ kêu mà là cho em không đủ tiền. Thế bây giờ cái giải pháp chúng tôi tặng free vẫn không vào. Sao ngoan cố thế? Không chia sẻ cho nhau thế? Chia sẻ cho nhiều người đi. Và những người chúng ta chia sẻ nay mai có thể thông gia với nhà chúng ta. Có thể là con dâu, con rể nhà chúng ta. Đấy, có hơn hàng triệu em bé Việt Nam phải ở nhà. Mà bây giờ nó mới được 12.000 người. 12.000 gia đình tiếp cận. 12.000 gia đình tiếp cận thì liệu có tiếp cận được đến 20.000 em bé không? Còn quá nhiều em bé không được tiếp cận. Vâng, tôi nhắc lại là chương trình Bible English là chương trình trước 2 tuổi thì chúng tôi mới nhận. Và chương trình đó là chương trình học từ free xong có phí. Còn chương trình dạy con tại nhà là chương trình mà chúng tôi hỗ trợ rất nhiều bằng tiếng Anh, làm cho những đứa trẻ sợ tiếng Anh nhà bạn và không biết tiếng Anh đấy tự nhiên bây giờ hứng khởi và thích tiếng Anh. Và vấn đề nó không chỉ là tiếng Anh. Thông qua tiếng Anh chúng tôi dạy rất nhiều đức tính tốt, dạy rất nhiều tố chất và thói quen tốt đẹp qua chương trình Family, chương trình dạy con tại nhà nhé. Và chúng tôi cũng sẽ nói cho các bạn các cái chương trình về y học thưởng thức gia đình, đúng không? Và chúng tôi cũng chia sẻ với các gia đình trẻ những cái vấn đề của kinh tế hộ gia đình. Đấy. Về các vấn đề tận dụng mạng Internet để chạm đến dòng tài chính kinh tế của thế giới, dòng tiền của thế giới. Mặc dù dòng tài chính kinh tế của thế giới đang điêu đứng và có thể bị sập domino. Nào bây giờ thì tôi sẽ giao lưu để xem các bạn có hỏi tôi cái gì không. Để xem nào. Thầy sản xuất sản phẩm gì để da đẹp như da thầy? Tôi sản xuất rồi, tôi ký hợp đồng với Thụy Điển để sản xuất rồi. Và hôm nay thì tôi cũng nói với các cái đồng nghiệp của tôi làm ở trong bệnh viện ấy.
là mác bịt mặt của chúng ta này. Hay chúng ta đi ra ngoài đấy thì dùng bác sĩ cũng thế thôi, bịt mặt thế xong rồi khó thở qua lại nhấc ngứa mũi lại nhấc này lại nhúp 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 đây này nhúp đây nhúp đầy virus. Áo chống nắng hoặc áo blue dính đầy virus, thế lại cởi ra lại dính vào tay, mai lại cầm vào đấy lại khoác vào mặt là dính luôn vào tay rồi, đúng không? Xong cái tay đấy bắt đầu lại vuốt cái bằng khẩu đeo vào đây, ghê quá. Thế thì bây giờ là cái máy ozone của tôi là gì? Nó có chứng nhận, nó có kiểm định của các cái tổ chức tiêu chuẩn châu Âu, nó đạt chuẩn và các cái chuẩn an toàn, nó có certificate hết đấy, và nồng độ biết như thế nào. Thế nhưng mà nó cũng có các cái chứng nhận diệt vi khuẩn với virus và những cái vi khuẩn và virus, là virus nó vào trong tế bào nó mới mạnh, chứ còn khi nó băng mới bám vào người chúng ta ấy, hoặc nó ở đang bề mặt trên các thứ này, chúng ta thấy nếu nó bám lên bề mặt giấy nó có thể sống được vài ngày, bám lên bề mặt kim loại ở trong nhà nó có thể sống được 1-2 ngày, tay đấm cửa đồ dùng vật dụng mà em bé này đây là nó sẽ lây. Thế thì các cái trên bề mặt này, bề mặt quần áo, bề mặt băng khẩu, bề mặt mũ bảo hiểm, bề mặt tất, thế người mẹ đi về thì đứng vào trong trong nhà vệ sinh ấy, đúng không, xì cái máy ozone đấy thì nó sẽ diệt hết luôn đấy. Và băng khẩu cái loại nào giặt để tái sử dụng được thì cũng giặt xong sục ozone luôn, phơi khô nó đi, lúc nào muốn dùng lại tống nó vào cái hộp cho vòi ozone sục 5 phút 6 phút là nó chết sạch hết đấy, nên nó sạch toàn bộ cơ thể người chúng ta. Cái đấy là nó khử diệt hết virus vi khuẩn vi nấm, cả trên sàn, cả trên bề mặt, cả ở trong phòng. Thì giai đoạn này nó là quá cần thiết đấy. Thế nên là tôi cũng không sản xuất cái số lượng ấy, là nó cũng không có nhiều, và thực sự thì bên châu Âu các bạn tôi rất là muốn giữ lại một cơ số lớn, bởi vì là ở châu Âu nói thật là chúng tôi bán ở bên này là $500 một máy đấy. Thế là đem về Việt Nam cho các bạn nó chỉ khoảng $150, mà tôi lại trừ bớt cái tiền của những người mà mua khóa học, là vẫn lời hứa mà chi tiền mua khóa học thì sau này cứ có sản phẩm gì tôi lại trừ dần cho nó hết cái tiền học, chứ tôi không lấy tiền học, nhưng tôi tặng free khóa học thì các bạn lại không học, nên là cứ phải nộp tiền cho tôi, đúng không? Đấy thì sau này tôi lại trừ lại, thì các bạn lấy mà dùng, đúng không? Đấy, nó có thể sục khẩu trang, nó có thể sục hết trên bề mặt quần áo, băng khẩu, mũ bảo hiểm, áo chống nắng. Đấy, nó diệt không khí trong phòng, nó diệt vi khuẩn, nó làm sạch. Và ozone là O3, do cái máy nó phóng tia lửa điện, nó lấy oxy nó tích hợp thành O3. Sau 5 giây O3 chuyển thành O2 trừ. O2 trừ thì mới gắn được vào Fe2 cộng ở trong máu, để chúng ta thở bằng O2 trừ mà. Và còn cái oxy nguyên tử. Đấy, thì cái oxy nguyên tử đấy là nó tiêu diệt vi khuẩn và virus. Đấy, nó làm sạch thực phẩm, nó khử. Bạn sục trên thịt lợn thịt gà thì bạn sẽ thấy, bạn xem clip các nhân viên tôi sục cho bạn thấy ghê chưa. Đấy, nếu mà không sục như thế chúng ta ăn tất vào người. Thế nên là đến lúc mà đi sang đây lọc máu ấy, là mỗi người khoảng nửa ký lô những cái chất độc ở trong máu chúng tôi lôi ra cho các bạn. Thế bây giờ tôi sẽ trả lời các bạn nhé. Tôi sẽ dành ít phút trả lời. Thế còn ai đấy là tôi không nói gì nữa đâu, ai không thích thì ra ngoài đi, còn nếu thích thì vẫn xem. Ok nào, bây giờ tôi sẽ trả lời các bạn rồi đấy. Các bạn này hóa ra rất nhiều người xin bài phát triển bản thân, tôi dạy 3 bài rồi, và nếu muốn tôi sẽ dạy tiếp, nếu muốn thì tôi sẽ dạy tiếp nha. Thế rồi 7 bài kinh doanh đấy. Các bạn học 7 cái bài kinh doanh ấy đi thì các bạn sẽ thấy là bạn sai lầm mà bạn chưa giàu hoặc bạn mất tiền là vì sao nhé. Đấy, thì chúng tôi không có giải pháp để chữa bệnh viêm gan B hay C các bạn nhé. Và tôi nhắc lại là cứ 3 người đang xem tôi này, chúng ta ra đường gặp 3 người thì có 1 người bị viêm gan B hoặc C. Nhưng có những vùng thì là 10 người là đến 4 người bị, có những vùng lại hơn. Đấy, mà chúng ta trai gái yêu nhau thì cứ đâm cắm cổ vào nhau thôi, cũng không cần biết ai. Viêm gan B, viêm gan C là ôm một cái virus chết từ từ, nó như virus HIV. HIV. Đấy. Thế còn viêm gan B là HBV. Thì tức là có khi nó chết vì xơ gan, có khi nó chết vì các bệnh lý khác. Đấy. Thì chúng ta không có thuốc nào đặc trị để diệt nó đâu. Nhưng mà chúng ta có những cách để sống hòa bình cùng với nó, coi như mình ôm bom nhưng nó không nổ. Bảo vệ lá gan của mình nhé. Đấy, thế những người mà đã bị viêm gan BC mãn tính rồi thì đừng có đắm mình vào smartphone này nữa này. Đấy. Nó tác động lên mắt. Đấy, khi chúng ta bị viêm gan nó vàng mắt. Khi viêm gan là vàng mắt, tức là can thì khai khiếu ra mắt.
Đấy. Thế nên là cứ tác động vào mắt là nó hỏng gan. Đấy. Nó như là rối loạn ốc tiền đình thì rung giật nhãn cầu, rung giật nhãn cầu thì rối loạn ốc tiền đình thì chóng mặt. Đấy, nên là lên xe máy bay cứ đọc cái này là xong chóng mặt. Đấy. Cứ đọc xong là chóng mặt là như thế. Thế nên là tác động vào mắt bằng ánh sáng xanh này nhiều quá nó hỏng gan, nên đừng có thức đêm thức hôm nhé. Các bạn xem có hỏi gì không? Bây giờ đang hỏi xin bài là nhiều. Ồ, hóa ra là rất nhiều người mới nghe nghe cái ngày hôm nay đúng không nhé. Và những cái giải pháp đơn giản của tôi thì nó cứu nhiều người lắm rồi. Đó là lý do mà tôi nổi tiếng. Đó mà lý do là bạn thấy những người mới thấy ai vào đây cũng gọi tôi là thầy, rất là tôn trọng, mặc dù tôi ghê gớm, tôi chửi như ngoé. Đúng không? Và tại sao họ lại thích cái tinh dầu của tôi như vậy? Và tôi biết là cũng có nhiều người ăn theo. Đó. Trước thì họ bóc phốt, họ nói xấu Cửa Sổ Vàng để họ lôi kéo các bạn mua. Nhưng mà xong tôi cũng dạy họ là các em bán á, ăn theo thì cứ lặng lẽ mà bán, nên đừng có nói xấu ông thầy, thì dạo này chúng nó cũng im rồi. Nhưng mà tôi muốn nói với các bạn là luật thì công bố các cái thành phần tinh dầu. Đấy, nhưng mà còn cái công thức một là loại gì, hai là loại gì ấy, thì không nhất thiết phải công bố lên đây. Đúng không? Đó. Thế nên là thế nhá các bạn nhá. Chia sẻ cho nhau nhé. Tôi lên này để tôi xem ai còn còn cái gì cũng để hỏi không. Thế nhưng mà không thấy ai hỏi cái gì nữa. Đúng không? Thế nên là tạm biệt nhé. Goodbye and good night. Xoa chân nhá, 3 xoa 2 đập trước khi đi ngủ nhá, nhớ không? 3 xoa 2 đập. Đó, rồi hít sâu.